Ở nhà chị thì ông nội chị, bố chị và các cô đều bị hôn. Bác sĩ cho chị nhiều option nhưng mà chị chọn liền trong số. Chị tên là Lê Thị Lệ Thu, năm nay chị 36 tuổi. Chị phụ chồng chị kinh doanh. Răng chị trước đây á là bị hôn, chị không có tự tin ở trong cái khi mà chị giao tiếp hàng ngày á, nên chị thích chỉnh nha lại để mình có một cái hàm răng tự tin hơn khi mình giao tiếp với người đối diện. Nếu mà muốn mà hết hô hoàn toàn á thì bác sĩ yêu cầu chị nhổ bỏ bớt răng, nhưng mà chị sợ đau nên chị chỉ nhổ răng khôn phía trong thôi. Ở nhà chị thì ông nội chị, bố chị và các cô đều bị hôn. Chị coi được cái buổi livestream của chị Hanna với lại bác sĩ Như, chị rất là tin tưởng về cái sự giới thiệu của chị Hanna nên chị quyết định đến đây luôn mà chị không có tìm hiểu bên khác nữa. Khi đến gặp bác sĩ tư vấn cho chị, khuyên chị là nên về suy nghĩ đi rồi hẳn làm, nhưng mà chị thấy bác sĩ rất là nhiệt tình và rất là có tâm, bác khuyên chị rất là nhiều nên chị về chị quyết định chị làm luôn. Bác sĩ cho chị nhiều option nhưng mà chị chọn liền trong số. Lúc đó chị có nghe mọi người bảo là niềng răng mắc cài rất là đau nên chị sợ, khi mà được nghe về cái niềng răng trong suốt đó thì chị quyết định làm niềng răng trong suốt. Chị nghĩ cái niềng răng trong suốt này thì mọi người nhìn vào thì cũng không có để ý là chị niềng răng, chị thấy là chị tự tin hơn khi gặp người đối diện á. Cái đó là một cái rất là hay hơn cái mắc cài, tại mắc cài nhìn vào là thấy là mình niềng răng rồi, niềng này rất là thoải mái nên chị cảm thấy là không có gặp bất cứ khó khăn gì hết á. Chị cảm thấy là rất là tiện, chỉ có là mình khi ví dụ mình ăn uống xong á thì mình phải đi vệ sinh liền để giữ được răng nó sạch sẽ, là mình đeo khay nó thường xuyên thì cái kết quả sẽ tốt. Nó hơi chật chật cái răng thôi em, qua 3 ngày là nó bình thường, nó không có khó chịu, ăn uống bình thường vô tư. Tới bác sĩ khen chị kết quả tốt, đeo khay rất là chăm chỉ, đeo thun rất là chăm chỉ nên bác sĩ khen chị nên chị vui. Chị nghĩ là những cái cố gắng của mình đó thì sẽ đạt kết quả tốt, với lại chị nhanh tháo niềng hơn thì cái sinh hoạt chị nó trở về lúc trước đó, nó sẽ ổn hơn. Chị niềng chắc theo chị nhớ thì tầm 1 năm với 2 tháng, mà chưa đủ 2 tháng đâu. Răng chị được đẩy ra đều hơn, hàm đu vô chị thấy kết quả rất là rõ rệt. Chị rất là hài lòng, mình thấy kết quả hơn 1 năm của mình với lại chi phí mình bỏ ra thấy rất là xứng đáng. Các bạn cứ tự tin, đặt niềm tin vào nha khoa và bác sĩ ở đây thì sẽ có một kết quả rất là tốt, và cứ đi theo đúng liệu trình của bác sĩ đưa ra. Nói chung là mình phải đeo đủ thời gian, đeo không đủ thời gian thì kết quả sẽ không tốt. Thời gian thì chị thấy rất là thoải mái, các bạn rất là nhiệt tình. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn các bạn đã hỗ trợ chị rất là nhiệt tình. Và cái lời cảm ơn đó là chị đã dẫn mẹ chị nè, hai đứa em chị nè để đến ủng hộ nha khoa và đều làm răng niềng răng. Elite chào bạn, để được tư vấn bạn hãy liên hệ với Elite qua số hotline hoặc bình luận ngay bên dưới. Đừng quên bấm đăng ký kênh để xem thêm nội dung nha khoa hữu ích mỗi tuần.